Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vụ bạo hành trẻ em tại Mái Ấm Hoa Hồng ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Đặng Hoa Nam, bạo lực trẻ em đáng lẽ không được phép xảy ra, thế nhưng lại xảy ra ở cơ sở chăm sóc trẻ em ngoài công lập là Mái Ấm Hoa Hồng. Điều đáng nói, Mái Ấm Hoa Hồng được quận 12 cấp phép hoạt động và từng được kiểm tra nhưng không phát hiện tình trạng bạo hành trẻ nhỏ cho đến khi báo chí đưa tin. Ông Nam cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần phải xem xét lại trong quá trình thanh kiểm tra tại thời điểm đó có vi phạm không, có bỏ lọt không. Nếu có phát hiện sai mà bỏ lọt thì đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm. Ông Nam nói thêm, việc tiếp nhận trẻ đều có quy trình, phải xem lại những đứa trẻ khi đưa vào Mái Ấm Hoa Hồng có danh sách, hồ sơ báo cáo quận không, phải xem lại hồng ở đâu để xử lý trách nhiệm ở đó. Sau khi vụ bạo lực trẻ nhỏ xảy ra ở Mái Ấm Hoa Hồng, đến nay các cháu bé đã được đưa tới các cơ sở công lập khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc, đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng đã có công điện gửi cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu địa phương ngay lập tức thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ, xem xét thanh kiểm tra xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức xâm hại trẻ nhỏ. Đặc biệt, cần ra soát lại việc cấp phép cho công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố. Cục trưởng Đặng Hoa Nam cho biết, cơ sở Mái Ấm Hoa Hồng dù chỉ được cấp phép trông giữ tối đa 39 trẻ nhỏ, nhưng khi đoàn kiểm tra xuống thì số lượng lại tăng gấp đôi, thậm chí chủ cơ sở này còn cho biết có lúc lên tới gần 100 trẻ. Việc cơ sở này tiếp nhận trẻ nhỏ vượt quá năng lực, xảy ra tình trạng trẻ không được an toàn, không được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Khi quá tải thì ngay những người trông coi, chăm sóc trẻ cũng dễ xuất hiện tâm lý không bình thường. Do vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế chủ động, điều phối chuyển tuyến đến các cơ sở khác trợ giúp. Ông Nam nhận định, các cơ sở công lập của thành phố thừa sức làm tốt việc này. Theo ông Nam, do các cơ sở ngoài công lập chăm sóc trẻ miễn phí, nên họ được phép vận động, kêu gọi hỗ trợ tiền bạc, vật chất. Vì vậy, không loại trừ có nơi số trẻ chăm sóc vượt quá quy định nhưng vẫn cố tình giữ lại để thu hút tài trợ từ cộng đồng xã hội. Ông Nam nói, trách nhiệm của cơ quan quản lý cơ sở là phải nắm được số trẻ và chuyển tuyến đưa trẻ về môi trường gốc hoặc thay thế môi trường gia đình. Cần phải làm nghiêm việc này để phòng ngừa từ xa, đảm bảo an toàn cho trẻ. Cục trưởng Cục Trẻ Em chia sẻ, một trong những nguyên nhân khiến việc bạo hành trẻ nhỏ ở Mái Ấm Hoa Hồng chậm được phát hiện là do cơ sở này không lắp đặt hệ thống camera giám sát. Do vậy, có tình trạng ban ngày khi có các nhà hảo tâm đến thăm, cơ sở này chăm sóc trẻ rất tử tế, nhưng ban đêm lại xảy ra tình trạng bạo hành. Thực tế này đặt ra vấn đề cần đưa quy định lắp camera giám sát tại các cơ sở chăm sóc trẻ nhỏ khi sửa đổi luật. Ngoài ra, theo ông Nam, sau các vụ bạo hành trẻ nhỏ cho thấy chúng ta đang thiếu mạng lưới cộng tác viên xã hội chuyên biệt. Nếu chúng ta chỉ trông chờ vào đội ngũ thanh tra kiểm tra thì rất khó phát hiện tình trạng bạo hành trẻ nhỏ, trong khi nhân lực lại hạn chế, số cơ sở có liên quan tới chăm sóc trẻ em lại quá nhiều. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm cơ sở làm nhiệm vụ này. Ông Nam nói, nhìn vào kinh nghiệm của các quốc gia, các cơ sở chăm sóc trẻ nhỏ dù công lập hay ngoài công lập, khi có đội ngũ chăm sóc xã hội chuyên nghiệp làm việc, giám sát thường xuyên sẽ ngăn chặn sớm những trường hợp trẻ có nguy cơ bị xâm hại, bạo hành. Thưa quý vị, vụ việc hàng chục trẻ em từ sơ sinh đến 4 tuổi bị các bảo mẫu ở Mái Ấm Hoa Hồng, địa chỉ đường L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có hành vi bạo hành đã khiến dư luận bức xúc trong những ngày gần đây. Liên quan đến vụ việc, bà Giáp Thị Sông Hương, người đại diện theo pháp luật của Mái Ấm Hoa Hồng cùng một số nhân viên đã bị tạm giữ để làm rõ dấu hiệu vi phạm. Ngày 5 tháng 9, Công an quận 12 tiếp tục lấy lời khai của những người này, đồng thời truy tìm một bảo mẫu trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành trẻ em tại Mái Ấm Hoa Hồng. Ủy ban Nhân dân quận 12 đã có quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cơ sở này. Sau khi vụ việc được đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi này. Không ít mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cư dân mạng đã chia sẻ những mẩu chuyện họ từng gặp trong những lần về Mái Ấm thăm và tặng quà cho các bé bị bỏ rơi.
Đáng chú ý, trước khi bị phanh phui những hành vi ngược đãi trẻ, bà Giáp Thị Sông Hương, chủ của mái ấm Hoa Hồng, đã không ít lần lấy nước mắt của Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, khi chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, về những lần nhận các bé bị bỏ rơi hay hành trình giúp đỡ những mẹ bầu khó khăn. Trên mạng xã hội, bà Hương còn lập các trang, hội nhóm và kênh YouTube để kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ, quyên góp tài chính, vật phẩm. Trang fanpage chính thức của Mái ấm Hoa Hồng trên mạng xã hội Facebook có tên Mái ấm Hoa Hồng quận 12 Hồ Chí Minh với 74.000 người theo dõi và kênh YouTube Mái ấm Hoa Hồng Official với hơn 22.000 người đăng ký, thường xuyên đăng hình ảnh trẻ mồ côi tại Mái ấm để xin hỗ trợ đến tài khoản của bà Hương. Bà Giáp Thị Sông Hương là cái tên không còn xa lạ với nhiều người, tham gia một số chương trình truyền hình. Người này tự nhận bản thân đã cứu mang hàng trăm trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, người vô gia cư, người già neo đơn. Lấy họ Giáp của mình để đặt tên khai sinh cho các bé, bà Hương trở thành mẹ của hàng trăm đứa con không máu mủ ruột thịt. Trong chương trình Câu chuyện truyền cảm hứng, bà Hương từng khiến cho dàn bình luận của cuộc thi Miss Grand 2022 phải khâm phục, xúc động trước câu chuyện truyền cảm hứng khi chăm sóc hàng trăm trẻ mồ côi. Bà Hương từng nói trong chương trình, 34 năm nay mình làm thiện nguyện thầm lặng, mình không lên cộng đồng và mình cũng không biết xài Facebook, cứ đưa đến là mình nuôi. Mình kinh doanh rất nhiều, chạy xe ôm cũng có, rồi đi giúp việc nhà cũng có. Đến nay dịch bệnh khó khăn nên mình mới nhận sự giúp đỡ của cộng đồng. Sau những chương trình này, bà Hương được cộng đồng mạng tung hô là Phật sống giữa đời thường. Mái ấm Hoa Hồng vì thế cũng luôn trong tình trạng đông nghịt nhà hảo tâm ghé thăm giúp đỡ. Tuy vậy, bà Hương vẫn liên tục đăng tải thông tin thiếu kinh phí để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho các con của mình. Trong phóng sự ghi nhận tại mái ấm, bà Hương liên tục thể hiện sự chăm sóc, yêu thương các con. Các bé cũng quấn quýt khi được bà Hương bế bổng cưng nựng. Trong một lần chia sẻ trên báo, bà Hương cho biết do tuổi thơ khó khăn, từng là đứa trẻ lang thang cơ nhỡ khắp các nẻo đường nên bà đồng cảm với những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, bơ vơ. Sau đó bà Hương đã tích góp được một ít tiền để có thể thuê một căn phòng trọ tồi tàn. Đây cũng là lúc bà bắt đầu bén duyên với việc nhận nuôi các bé. Bà Hương cho biết đã nhặt đứa bé bị bỏ rơi ở bãi rác về nuôi, yêu thương như con đẻ. Để có tiền lo cho các con, bà Hương cho biết đã làm đủ nghề kiếm sống như nhặt ve chai rồi ra vỉa hè ngồi bán đủ mặt hàng lặt vặt. Sau đó có vốn liếng, bà mở quán nhậu vỉa hè xuyên đêm. Công việc buôn bán thuận lợi, bà mở rộng thêm việc kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Từ đây bà bắt đầu có cơ duyên nhận nuôi các đứa trẻ bị bỏ rơi. Cũng trong bài phỏng vấn với báo chí, bà chủ mái ấm Hoa Hồng cho biết bà đã bán biệt thự, xe ô tô riêng lấy kinh phí duy trì các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi gần 100 trẻ bị bỏ rơi tại mái ấm. Xuất hiện trong chương trình Việc Tử Tế, bà Hương chia sẻ, đối với công việc này tôi không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi tiếp tục làm đến khi sức yếu thì thôi, nhiều người bảo tôi điên khi không lấy chồng, sinh con mà ôm cái khổ vào người. Nhưng với tôi, công việc này rất hạnh phúc, vì từng này tuổi còn có thể bồng các cháu. Dù trong một chương trình, bà Giáp Thị Sông Hương có chia sẻ về việc bản thân không biết dùng mạng xã hội, nhưng cư dân mạng đã tìm thấy trang Facebook cá nhân. Thậm chí bà Hương còn xây dựng kênh YouTube và fanpage để chia sẻ, cập nhật hình ảnh của các bé với cộng đồng. Trên trang Facebook cá nhân, bà Hương không chỉ chia sẻ hình ảnh, clip cùng các bé, mà thỉnh thoảng bà còn đăng tải bài viết xin Mạnh Thường Quân giúp đỡ để có kinh phí mua tủ đông, chữa sữa, máy giặt để hỗ trợ mái ấm lo cho các con. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm ra xét xử. Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10 do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Ngoài bà Hà, hội đồng xét xử còn có thẩm phán Vũ Hoài Nam, thẩm phán dự khuyết là hai ông Nguyễn Văn Hà và Phạm Viết Hùng. Ba hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Đình Cương, Trần Ngọc Thực, Bùi Quang Việt. Hội thẩm nhân dân dự khuyết là bà Thi Thị Tuyết Nhung và ông Lê Giáo. Có 35.824 bị hại và 534 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án được triệu tập tới tòa. Bốn luật sư tham gia bảo chữa cho bà Trương Mỹ Lan gồm luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp và Giang Hồng Thanh. Bị cáo Trương Huệ Vân và Chu Lập Cơ cũng có hai luật sư tham gia bảo chữa. Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng
của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán, để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền của ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp lên phương án rút chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo cáo buộc, từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc, phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc của công ty SBG. Chu Binh Cơn Kenneth, luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài, lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài, đều là các công ty ma. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.000 tỷ đồng. Trước đó ở giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cháu gái là Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tuyên phạt 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 83 đồng phạm cũng bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo cho đến tù chung thân. Sau phiên sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan cùng chồng, cháu gái và 19 bị cáo đã có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi của quý vị hãy để lại dưới bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.